Hình kim tự tháp của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xin hân hạnh gặp lại quý vị khán giả với người dẫn chương trình, diễn viên điện ảnh Chi Bảo. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình kim tự tháp của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ trong những ngày này chúng ta rất bận rộn để hoàn tất những công việc còn lại của năm cũ, và chúng tôi vẫn hy vọng rằng chương trình cuối cùng của năm Đinh Hợi, chương trình Kim Tự Tháp hôm nay cũng sẽ mang đến một niềm vui nho nhỏ, giúp cho quý vị có sự hạnh phúc thảnh thơi hơn ở năm mới, đó là năm Mậu Tý. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi cũng có gửi lời chúc sớm đến tất cả gia đình một năm mới thật an khang và hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình ngày hôm nay cùng với vị khách mời đầu tiên, đó là người mẫu Trương Tri Trúc Diễm. Chào anh. Xin chào bạn. Có lẽ là tôi gọi một danh xưng là người mẫu Trương Tri Trúc Diễm cũng như là tổng kết lại tất cả những gì của năm cũ. Nhưng bắt đầu từ ngày mùng 1 năm Mậu Tý phải gọi là hoa hậu thời trang Trương Tri Trúc Diễm thì mới gọi là đúng, phải không ạ? Theo phỏng đoán của tôi thì năm vừa qua phải nói là một năm rất hài lòng và thành công đối với bạn, phải không Trúc Diễm? Nói chung thì năm vừa qua cũng là một năm khá là may mắn, và cũng có khá là nhiều những cái việc mà Diễm cảm thấy là mình đã làm rất là tốt trong năm vừa qua. Và hy vọng rằng trong năm kế tiếp thì Diễm cũng sẽ đạt được những cái thành công hơn nữa. Thế thì năm tới là có một dự án gì để mình theo đuổi hay không? Thật sự thì Diễm đang mong hướng đến thêm những cái lĩnh vực mới để bước ra ngoài. Ngoài cái nghề người mẫu ra thì mình cũng muốn có thể thử sức ở một lĩnh vực như là làm MV cạnh tranh với anh Chi Bảo chẳng hạn. Tôi nghĩ là Diễm có thể làm được nhiều nghề trong lĩnh vực nghệ thuật này lắm. Thì em cũng muốn thử sức với lại lĩnh vực cái môn nghệ thuật thứ bảy của mình là điện ảnh. Hoàn toàn ủng hộ. Nhưng mà không biết thì có được hay không. Nhưng mà em nghĩ là trước đó thì em muốn phải học một cái khóa học ngắn về cả đào tạo MC và về diễn viên nữa, để em có một cái kiến thức nhất định. So với năm vừa qua thì tôi thấy Diễm làm cái gì nó cũng chắc chắn hết trơn á. Tôi hy vọng rằng sự chắc chắn đó nó sẽ tiếp tục duy trì sang năm mới và đạt được nhiều thành công hơn nữa. Em cũng hy vọng như vậy. Cảm ơn bạn đến với chương trình của chúng tôi. Giới thiệu với bạn người đồng đội với bạn ngày hôm nay cùng anh chàng cũng rất là dễ thương, đó là bạn Thất Quyền. Bây giờ Diễm hãy đến làm quen bạn ấy đi. Chào bạn. Và vị khách mời thứ hai của chúng tôi, đó là người mẫu Quang Hòa. Chào bạn ạ. Xin chào anh Chi Bảo. Mọi người trong giới đồn rằng Quang Hòa là một trong những người mẫu sáng giá nhất hiện nay. Riêng với tôi thì tôi hoàn toàn tin vào lời đồn này. Nếu tôi có được một ngoại hình như Hòa thì tôi cũng sẽ làm người mẫu thôi. Vâng, hồi xưa em cũng nghe nói anh Chi Bảo cũng từng tham gia một số chương trình về thời trang đấy. Không có đâu, tôi làm chơi thôi chứ tôi không dám làm thiệt đâu. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi vẫn thấy Hòa xuất hiện trong các sự kiện tổ chức cho khách hàng, nhưng mà ở vai trò là nhà tổ chức rồi. Hòa có thể nói thêm về công việc này không? Vâng, hiện tại thì em đang làm thêm cho một công ty về sự kiện là công ty ADNK. Và làm sale and marketing cho một tạp chí cũng thuộc công ty luôn, tạp chí Gôn Một Cuộc Sống. Cảm ơn Quang Hòa sẽ đến với chương trình của tôi. Xin giới thiệu với bạn người đồng đội đầu tiên của bạn ngày hôm nay, đó là bạn Vân Anh. Bây giờ Hòa đến làm quen với bạn. Xin chào em. Và tôi xin chúc cho hai đội chơi ngày hôm nay có một cuộc chơi thật là vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Kim Tự Tháp có tất cả là 4 vòng thi, bao gồm 2 vòng thi khám phá Kim Tự Tháp và 2 vòng thi chinh phục Kim Tự Tháp. Chương trình của chúng ta được sự tài trợ của thẻ Vietcombank MTV Debit Card. Và bây giờ vòng thi đầu tiên xin phép được bắt đầu. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình mang tên Khám phá Kim Tự Tháp. Ở vòng này chúng ta có 6 chủ đề. Sau đây là nội dung của 6 chủ đề: hướng về nguồn cội, hương vị quê nhà, hồn non nước, xuân rộn ràng, hái lộc, cầu an.
Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một số quy định của trò chơi này như sau. Người gợi ý sẽ ngồi trước màn hình vi tính, các đáp án lần lượt được thể hiện. Bạn hãy nhanh chóng dùng những từ ngữ, lời nói hay bất cứ hành động nào để diễn đạt cho người đối diện có thể hiểu từ mà bạn muốn nói. Và xin lưu ý, tất cả sự diễn đạt này không được có từ nào trùng với từ có trong đáp án. Nếu vi phạm, chúng ta sẽ nghe một tín hiệu và bạn sẽ không được tính điểm cho đáp án đó. Các bạn có 30 giây để diễn đạt 7 câu hỏi. Một câu trả lời đúng, các bạn được 1 điểm. 1 điểm tương đương giá trị tiền thưởng là 100.000 đồng. À, sau đây mời bạn Trúc Diễm hãy lựa chọn chủ đề đầu tiên. Em chọn chủ đề hương vị quê nhà. Chủ đề đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay là chủ đề có điểm thưởng. Các bạn cố gắng trong 30 giây các bạn diễn đạt đúng hết 7 câu hỏi thì các bạn nhận thêm món quà trị giá 300.000 đồng. Không biết có hái lộc cuối năm được không đây? Em cũng hy vọng vậy. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những món ngon có trong Tết cổ truyền Việt Nam. Chắc thế nào cũng có thịt kho hột vịt ha, dưa giá ha, bánh tráng cuốn rồi vân vân. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái gì mà trong ngày Tết hay có? Bánh chưng. Đúng. Cái gì mà dài dài giờ thủ không ạ? Chả lụa màu xanh bên ngoài cũng giống bánh tét. Đúng đúng. Món hồi nãy anh Chi Bảo nói thịt kho hột vịt, thịt kho tàu. Đó, lấy hai chữ đầu thôi. Thịt kho. Cái gì mà ăn vô hôi nát? Hành. Rồi. Cái gì mà cái củ gì mà ăn với lại dưa món? Củ kiệu. Đúng. Ăn với củ kiệu. Dưa món. Còn hay còn gọi là có nơi ta gọi dưa món, có nơi gọi dưa giá. Nhưng mà miền Nam thì sử dụng từ dưa giá nhiều hơn, dưa món nhiều khi nó còn nhiều thêm món khác nữa. Chủ đề đầu tiên dành cho đội bạn Quang Hòa. Em xin chọn hái lộc. Hái lộc. Bây giờ thì các bạn cùng xem gợi ý của chủ đề này như sau. Những việc thường được làm vào ngày đầu năm. Thăm ông bà, chúc Tết. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Với câu đối. Chúc Tết. Thôi bỏ qua. Bỏ qua. Đi xì. Với câu đối. Chúc Tết. Hải lộc. Đi chơi. Vào nhà, vào nhà. Người đầu tiên vào sông nhà. Sông nhà. Không. Sông cửa. Không. Sông đất. Đúng rồi, đúng rồi. Nói gặp nhau, gặp nhau, gặp nhau. Chúc Tết. Gặp nói nhau, gặp nhau, gặp nhau. Gặp nhau. Bỏ qua. Cửa hàng mới mở. Khai trương. Chủ đề thứ hai dành cho đội bạn Trúc Diễm, mời bạn. Chủ đề hướng về nguồn cội. Chủ đề này thì bạn Thức Quyền sẽ là người gợi ý phải không ạ? Dạ. Hướng về nguồn cội. Gợi ý của chủ đề này như sau. Trên bàn thờ tổ tiên trong ngày Tết thường có. Bây giờ bạn sẵn sàng chưa? Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Năm trái. Mâm ngũ quả. Bí. Dừa. Bí dừa. Mứt. Ô hai. Uống nước. Không phải nước ngọt. Một từ. Rượu. Quả quang. Mới nói. Mới nước. Uống nước gì? Nước ngọt. Không. Rượu. Không phải... Rượu. Ăn gì? Ăn tuyệt ngọt ngọt. Ăn gì? Ăn kẹo. Ăn gì? Cứ nhiều thứ để ăn luôn sao mà. Chủ đề tiếp theo dành cho đội bạn Quang Hòa. Ở chủ đề này thì bạn Vân Anh sẽ là người gợi ý. Mời bạn chọn chủ đề. Em chọn chủ đề xuân rộn ràng. Xuân rộn ràng. Gợi ý của chủ đề này như sau. Người Việt Nam thường chuẩn bị đón Tết như thế nào? Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Làm cho cái tường mới. Sơn tường. Đúng rồi, nhưng mà lau tường. Từ đầu đúng rồi. Quét mình tường. Ở trong gì? Nhà. Hai chữ. Ngôi nhà. Bỏ qua. Ở cửa sổ thì có cái thay gì? Xem. Đúng. Xịt nước cho người nè. Tắm. Mỗi ngày. Hai chữ. Tắm rửa. Đúng. Make up. Nè. Trang điểm. Không phải. Bỏ qua. Nấu cái gì? Nấu nướng. Trời. Hỏi người ta nấu gì, người ta nói nấu nướng là đúng rồi. Phải kho thịt. Nơi đầy đủ. Các bạn đã trải qua tất cả là 4 chủ đề số điểm hiện nay của hai đội như sau. Đội của bạn Trúc Diễm được 8 điểm, đội bạn Quang Hòa được 6 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội.
chủ đề thứ 5 của vòng thi đầu tiên. Chủ đề này dành cho đội Bao Quang Hòa. Mời các bạn chọn chủ đề. Em chọn cầu an. Gợi ý của chủ đề này như sau: những điều kiêng kỵ đầu năm mới. Quét nhà. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Quảng Ninh. Đối ngược từ bán. Quảng Ninh. Mua. Quảng Ninh có gì đen đen, đúng rồi. Đấy em vừa nói. Đúng rồi. Tóc. Sơn. Bỏ qua. Đối ngược từ bán, đối ngược từ bán và quét gì? Mua sơn. Thứ khác. Mua vôi. Đúng rồi. Nói xấu. Cãi nhau. Chủ đề cuối cùng dành cho đội bạn Trúc Diễm. Mời các bạn cùng theo dõi gợi ý của chủ đề. Nhắc tới Tết cổ truyền Việt Nam, người ta thường nghĩ tới. Nghĩ tới những gì? Các bạn có 30 giây. Cái nêu ngày Tết. 30 giây. Bắt đầu. Cái gì ạ? Hạ thu đông. Mai Lan Cúc Trúc. Hạ thu đông. Bốn mùa. Không phải. Tết. Bảo quan. Lất phất đầu tháng. Treo cờ. Lất phất từ trên trời xuống đầu tháng, tháng 1, 2, 3. Rằm tháng giêng. Qua. Đối nghịch với nóng. Lạnh. Cái nãy cái gì đó. Người ta hay treo mà Tết á. Cây nêu. Đúng rồi. Ôi. Và các bạn đã trải qua tất cả là 6 chủ đề của vòng thi đầu tiên. Hiện nay số điểm của hai đội là 10 điểm. Như vậy là các bạn phải bước vào một phần thi phụ nữa. Phần thi phụ này sẽ có hai chủ đề. Đó là chữ V và chữ G, tức chữ V và chữ R. Sau đây xin mời đội bạn Trúc Diễm hãy lựa chọn một trong hai chủ đề đó. Em chọn chữ V. Bạn chọn chữ V. Điều này có nghĩa là trong đáp án của chúng ta, ký tự đầu tiên phải bắt đầu bằng chữ V. Bây giờ thì đến phần thi của đội bạn Trúc Diễm, các bạn hãy chuẩn bị. Các bạn có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Cảm thấy trong người rất là phấn chấn. Vui vẻ. Vui. Một chữ rồi. Không có ai ở nhà hết. Vắng. Đúng. Cái gì mà khi mà đầu tư thì cần phải có. Vốn. Viết. Đúng. May còn có trong từ Hán Việt còn gọi là gì? Bỏ qua. Một cái màu. Màu vàng. Cái mai vàng. Còn lại từ vẽ và từ vân. Vân, may là vân. Mà bạn Trúc Diễm mới nói. Như vậy thì đội của bạn Trúc Diễm ghi được 5 điểm. Bạn Quang Hòa hãy lưu ý điều này. Các bạn phải cần vượt qua con số 5 đó. Chủ đề dành cho đội các bạn là chữ R, tức chữ G. Các bạn có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Cái đĩa chua chua ấy. Chua chua. Bỏ qua. Ăn đắng ấy trong người ấy. Đắng ấy. Bỏ qua. Con gái hay thích đi. Dạ. Đi gì? Bút. Đúng không? Cái gì bông hồng có gì? Gai. Đúng không? Cái này là cái đường. Gối. Cái đường này. Không, cái đường trong tay này. Không, đường. Qua. Bỏ qua. Cái gì có con gì? Con gà. Gì? Đúng không? Này là chắc do rối quá nè, cho nên nhìn cộng gân cũng không biết nó là gì nữa, phải không? Đường này rồi. Đường này đường gì? Hay là bạn Quang Hòa không có bị nổi gân, không thể đoán là được đó là gân. Cứ thế, vén tay lên rồi đi. Các bạn đã trải qua phần thi phụ gồm có 2 chủ đề và số điểm hiện nay của đội bạn Quang Hòa là 3 điểm. Đội bạn Trúc Diễm được 5 điểm, tiếp tục bước vào vòng thi thứ 2. Chúc mừng các bạn. Xin mời. Hồi xưa làm chỉ có mì ngon nha Hảo Hảo. Hảo Hảo ngon bổ rẻ, lại có nhiều hương vị hấp dẫn. Hảo Hảo danh bất hư truyền, càng ăn càng nghiện. Hảo Hảo, hai hương vị mới, thịt băm và vịt hầm. Ăn rất ngày. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi thứ 2 của chương trình mang tên Chinh phục Kim Tự Tháp. Xin được chúc mừng hai bạn đã bước vào vòng thi đặc biệt này.
Ở vòng thi này thì nhiệm vụ của các bạn sẽ tương đối khó khăn hơn. Các bạn phải giải thích tất cả 6 chủ đề theo thứ tự từ trái sang phải, từ dưới lên trên. Nếu chủ đề nào khó chúng ta có thể cho qua, còn thời gian thì hãy quay lại để trả lời. Nếu trong khoảng thời gian trả lời đúng hết tất cả 6 chủ đề, tổng số điểm thưởng sẽ là 5.000 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 5 triệu đồng. Lọc cuối năm ha. Dạ. Và ở vòng thi này thì bạn Dũng không được dùng tay để diễn tả. Đây, giữ tay vào đây. Không được dùng bất cứ câu nào để gợi ý. Chỉ được phép dùng từ hoặc cụm từ để liệt kê. Đây, cái bong bóng này lớn quá ha. Đây, hơi khó chịu một chút xíu phải không ạ? Chết rồi. Bạn lưu ý, chúng ta rất là dễ rơi vào trạng thái nhắc người đồng đội của mình. Bởi vì nếu mà thấy thất quyền mà diễn đạt chưa ra đó thì rất dễ rơi vào trạng thái nhắc, tức là đưa ra những câu không hoàn chỉnh, thì coi như là vi phạm nội quy, chúng ta hết sức tránh từ đó, chỉ được phép dùng từ hoặc cụm từ liệt kê mà thôi. Còn bạn Quyền thì hãy cố gắng đưa ra nhiều đáp án, càng nhiều càng tốt. Chúc hai bạn may mắn nha. Cảm ơn. Chúng ta có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Thuyền, buồm, nước. Đồng bằng sông Cửu Long. Thuyền, buồm, nước. Đi trên mặt nước. Thuyền. Bảo Quang. Bảo Quang. Tiếp thị gia đình. Báo, các loại báo. Các loại báo phụ nữ. Đông Tây Nam Bắc. Các hướng. Vua Hùng. Các thời kỳ, các triều đại. Không. Bánh chưng, bánh tét, bánh vàng. Năm cũ, năm mới, cuối năm, sum họp, đón. Tụ họp gia đình. Năm cũ, năm mới. Thời khắc, năm cũ, năm giao mới. Thừa. Công chí, công việc. Ngay sở trường của mình thì lại không còn thời gian nữa. Công trí rồi, bạn định kể Võ Việt Trung rồi Trương Thanh Hải rồi. Bạn Thức Quyền đoán ra đó là gì không ạ? Cái nhà thiết kế. Thấy chưa? Nhưng mà do chúng ta không còn thời gian nữa, mất quá nhiều ở cái tàu thủy rồi giao thừa. Nhưng mà các bạn cũng đã kịp thời ghi được rất là nhiều số điểm. Những con số sắp xếp cũng khá đẹp. 1.800 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 1.800.000 đồng. Chúc mừng hai bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với lần thi thứ hai của phần thi khám phá kim tự tháp. Ở phần thi này có 6 chủ đề. Bây giờ là nội dung của 6 chủ đề. Điều ước đầu năm, hương sắc mùa xuân, khúc hát ngày xuân, quà Tết, lễ trời tà đất, đi chơi Tết. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả những quy định ở vòng thi này vẫn không có gì thay đổi so với vòng thi trước kia. Và bây giờ các thành viên của hai đội đã hoán đổi vị trí cho nhau. Bạn Vân Anh lúc này là một đồng đội mới của đội bạn Trúc Diễm, và bạn Thất Quyền là một người chơi mới của đội bạn Quang Hòa. Tôi xin chúc cho sự hoán đổi vị trí này mang đến cho các bạn nhiều lọc hơn nữa. Bây giờ thì xin mời đội của bạn Trúc Diễm hãy lựa chọn chủ đề đầu tiên. Em chọn chủ đề đi chơi Tết. Chủ đề đi chơi Tết. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những điều thường được làm ngoài đường phố để mừng Tết Nguyên Đán. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Thường thì Tết thì nhà ta hay làm trang trí. Không, ở bên ngoài á, bên ngoài có hay thấy cái gì màu đỏ sao vàng, treo cờ. Đúng. Thì mình hay đi mua sắm đồ này nọ, mà những cái đi chợ Tết. Chợ chợ hoa. Đúng rồi. Thường thì hay làm như là trước giao thừa hay có gì? Mình pháo. Đi pháo nổ. Đốt pháo. Không. Pháo hoa. Bắn pháo bông. Đốt pháo gì thôi, đốt pháo. Người ta cấm đốt pháo lâu lắm rồi. Về cứ bắn pháo hoa, xem pháo hoa thôi, chứ không có được đốt pháo nha. Chủ đề đầu tiên dành cho đội bạn Quang Hòa. Dạ em xin chọn chủ đề quà Tết. Chủ đề quà Tết. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những vật liệu để làm bánh tét. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu.
Gạo. Nếp. Bò, gà. Thịt, heo. Không. Thịt. Đúng rồi. Sau thịt. Mỡ. Nạc, đúng rồi. Củ vàng 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 ấy, cái bột, cái chất bột. Đậu xanh, đậu xanh. Đúng rồi, một. Đậu. Rồi. Là cái gì em? Dây lạc. Không dây lạc. Không phải. Cái... Lá chuối. Đúng rồi. Cái gì em? Dây lạc. Một từ sau. Lạc. Đúng rồi. Trước cái từ chuối. Lá. Cái gì ăn? Lá từ gì ạ? Lá dứa bỏ vô thì cho nó thơm. Đúng rồi, nấu một cái lá dứa vô trong đó thì nó nghe cái mùi lá dứa rất là thơm. Chủ đề tiếp theo dành cho đội bạn Trúc Diễm, sau khi đi chơi rồi giờ đến làm gì ạ? Hương sắc mùa xuân. Hương sắc mùa xuân. Gợi ý của chủ đề này như sau: những loại hoa thường có trong ngày xuân. Bàn thờ là chắc là không thể nào thiếu được cái loại hoa đang bên cánh tay trái của bạn đó, đúng không ạ? Thế nào có trong đáp án? Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Ở ngoài Bắc, hoa đào. Đúng. Một chữ, đào. Quả hoa. Bỏ qua. Bỏ qua. Sống lâu á, ở trong rừng á. Dạng thọ. Không phải. Sống bỏ đời, qua. Sống đời. Bỏ qua, bỏ qua. Bỏ qua. Hoa gì mà bông trắng, thơm, cúng trên bàn thờ. Hoa huệ. Đúng. Giống huệ á. Ở... Lan hả? Không phải. La kèn. Giống la kèn á. Trời. Lây ơn. Bao nhiêu loài hoa đẹp đúng không ạ? Lây ơn, hoa lan. Nhưng mà xin lưu ý ngày Tết không có chân hoa sống đời nha. Hoa sống đời hình như để trị bệnh nhiều quá. Chủ đề tiếp theo dành cho đội bạn Quang Hòa. Dạ em chọn điều ước đầu năm. Điều ước đầu năm. Chúng ta hãy cùng xem lại gợi ý của chủ đề này như sau: những loại cây thường được, những loại cây thường được xem là mang lại may mắn trong ngày Tết. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cây mới nói cây tắc. Quất. Cây gì có hai từ? Lộc. Hai từ. Hai từ. Bỏ qua. Cái gì mà màu vàng, bông màu vàng? Bông cúc. Không, nó hai từ. Ngàn. Ngàn gì? Tuổi. Vạn thọ. Đúng. Cây gì? Cây mai. Cây gì chú cụi? Chú cụi. Cây gì mà mới nói với... Nói chung với cây tắc á. Cúc. Không, nói hai từ. Cây sung. Sao bạn không dùng chữ túc? Đúng không? Dạ. Thường ta nói sung túc, mà nói là cây túc thế nào cũng biết đó là cây sung. Dạ. Các bạn đã trải qua 4 chủ đề, số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của bạn Trúc Diễm được 4 điểm và đội của bạn Quang Hòa được 10 điểm. Xin chúc mừng hai đội. Như vậy thì ở vòng thi này đội của bạn Trúc Diễm hình như là đi chơi Tết đồ xài cũng hơi hao. Phải không ạ? Còn 4 điểm hả? Cố gắng lên. Còn lại hai chủ đề nữa mà thôi là lễ trời tạ đất và khúc hát ngày xuân. Đội bạn Trúc Diễm chọn chủ đề nào? Lễ trời tạ đất. Lễ trời tạ đất. Đây là chủ đề rất may mắn các bạn ạ. Các bạn cố gắng trả lời đúng hết tất cả 7 đáp án của chúng tôi. Gợi ý của chủ đề này như sau: những loại trái cây thường có trong mâm cúng giao thừa. Cầu. Thế nào, mâm ngũ quả cũng có phải không ạ? Trái màu hồng màu đen là cầu. Cầu rồi gì nữa? Vừa đủ xài. Vừa là trái dừa đúng không? Dừa. Rồi, đủ là đủ đủ. Xoài là trái xoài. Trái số 1, trái số 2. Rồi gì nữa? Số 4. Còn sung. Sung nữa, sung nữa đó. Cầu dừa đủ xài, sung túc. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái trái đầu tiên á. Cầu, mãng cầu. Đúng. Uống nước trái gì có nhiều. Dừa. Không thừa cũng không thiếu. Đủ đủ đủ. Đúng. Trái gì? Cái xoài. Đúng đúng đúng. Trái gì mà hay là làm mứt, làm mứt á, làm mứt á. Bí. Chua 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 hơi chua chua. Me. Không phải chua, không phải me, hơi hơi chua chua thôi à. Có cái mắt, có mắt, 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 nhiều mắt mắt. Trái mãng cầu. Không phải có nhiều mắt. Có bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua. Trái bỏ qua. Trái dứa, trái dứa giờ bây giờ. Thấy nhiều trái cây quá rồi cái mừng quá. Mừng quá nên không diễn đạt được cái nào hết phải không ạ? Nhưng mà các bạn cũng đã được 4 loại trái cây rồi đó. Còn có trái thơm, trái táo. Trái táo. Thơm táo với bụi. Trái mà bạn Trúc Diễm mất rất là nhiều thời gian, vừa chua không phải me mà có nhiều mắt đó là trái thơm. Chủ đề cuối cùng khúc hát ngày xuân. Gợi ý của chủ đề này như sau và chủ đề này dành cho đội bạn Quang Hòa: những bài hát liên quan tới mùa xuân. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu.
đấy, cái đầu tiên ấy, câu đầu tiên Xuân đã về không, Xuân đầu tiên mặt. Không không kia đầu tiên Xuân chính, một Xuân thành phố Hồ Chí Minh đúng rồi. Bỏ qua bộ đội ấy. Xuân chính khô đúng rồi. Nhân Xuân nhân nhỏ đúng rồi. Xuân nhân nhỏ đúng rồi, đúng rồi. Thôi bỏ qua. Thôi bỏ qua. Thôi chắc chết. Khó lắm. Hát ba bài mệt rồi. Hát ba bài mệt. Hát được ba bài không ạ? Như vậy là các bạn đã trải qua tất cả là 6 chủ đề mà một lần nữa chúng ta cũng đã được nhắc nhở đến mùa xuân, nào là các món vào mùa xuân rồi những bài hát. Số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của bạn Trúc Diễm được 8 điểm và đội của bạn Quang Hòa 13 điểm, tiếp tục bước vào vòng thi thứ hai. Chúc mừng bạn. Rồi, xin mời. Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi cuối cùng của chương trình mang tên Chinh Phục Kim Tự Tháp. Như vậy là bạn Quang Hòa cuối cùng cũng được ngồi vào chiếc ghế đó phải không ạ? Rất may mắn. Ngồi nó êm ái hơn trên kia nhiều. Còn bạn hôm nay là một người rất là may mắn. Hiện nay có một người đang rất là mong muốn ngồi vào chiếc ghế này mà chưa được. Dạ. Bạn thấy là ai chưa? Dạ là Vân Anh. Bạn Vân Anh. Cho nên bạn đang nhận luôn sứ mạng của bạn Vân Anh nữa. Cố gắng ghi được thật là nhiều điểm ở vòng này. Điều này ở vòng này hết sức đặc biệt. Nếu trong 60 giây bạn trả lời đúng hết 6 chủ đề thì số điểm thưởng sẽ là 10.000 điểm. Dạ. Tương đương giá trị tiền thưởng là 10 triệu đồng. Cho nên là mức gấp đôi ở vòng thi vừa rồi nữa phải không ạ? Dạ, đúng. Và ở vòng thi này bạn Quang Hòa không được dùng tay để diễn tả. Tôi sẽ giữ tay bạn vào đây. Không được phép dùng bất cứ câu nào để gợi ý. Chỉ được phép dùng từ hoặc cụm từ để liệt kê. Đây là điều mà chúng ta phải hết sức lưu ý. Tức là những lời nói chúng ta đưa ra ở vòng này chỉ được phép là những từ hoặc là những cụm từ mà thôi. Nó không được là những câu, dù đó là những câu không hoàn chỉnh. Và không được nhắc người bạn diễn của mình. Điều đó hết sức quan trọng. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 10.000 điểm cho nên cần tốc độ gợi ý thật là nhanh. Bạn đưa ra rất là nhiều đáp án. Có kinh nghiệm rồi, đúng không ạ? Dạ. Chúc hai bạn may mắn ở vòng thi cuối cùng này. Chúng ta có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Bóng đá mà bóng đá. Thể thao, các môn thể thao. SEA Games vô địch. Cúp vô địch. Nước. Bảo an. Bảo ca, bảo ca. Khoáng sản. Than. Khoáng sản. Nhiên liệu. Các loại nhiên liệu, các loại quặng. Gần được, gần được. Các loại khoáng sản. Khoáng sản. Hãy cho qua đi. Cho qua. Ông đồ. Ông đồ viết luyện không ạ.